các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe Ducati tại Việt Nam tháng 2 năm 2009. Ducati là hãng xe Ý danh tiếng đã phân phối chính hãng ở thị trường Nam. Ducati hiện bán các dòng xe nhập khẩu từ hai nguồn chính là châu Âu và Thái Lan, với rất nhiều mẫu xe, và có mẫu xe thấp nhất bán là cái chiếc Chrysler City 2 từ là 310 triệu đồng, và đắt nhất là cái mẫu Multistrada 1200S mức giá là 927 triệu đồng. Và đây là giá của Ducati ở Việt Nam cập nhật mới nhất trong cái tháng 2 năm 2009 như sau. Ducati DBS 1260-2009. Giá của Ducati 1260-2009 là 762 triệu đồng. Giá của Ducati 1260 Carbon 2009 là 899 triệu đồng. Ducati X-Advent 2009. Giá của Ducati X-Advent 2009 là 812 triệu đồng. Giá của Ducati X-Advent S 2009 là 927 triệu đồng. Ducati Panigale 959-2019. Giá của chiếc Ducati Panigale 959 rơi vào khoảng 634 triệu đồng. Ducati Hypercharger, Hypermostar, Multistrada 2009. Giá của Ducati Hypercharger là 534 triệu đồng. Giá của Ducati Hypermostar là 488 triệu đồng. Giá của Ducati Multistrada 910 cái phiên bản đỏ là 550 triệu đồng. Còn cái bản màu trắng là 555 triệu đồng. Giá của Ducati Multistrada 1260 là 661 triệu đồng. 1260S có mức giá là 743 triệu đồng. Giá của Ducati Multistrada Pipit là 854 triệu đồng. Ducati Sportster 2009. Giá của Ducati Sportster 797 cái bản đỏ là 377 triệu đồng, còn cái bản màu trắng là 379 triệu đồng. Ducati Monster 81 cái bản đỏ là 440 triệu đồng, còn cái bản màu đen là 431 triệu đồng. Ducati Scrambler 2009. Giá của Ducati Scrambler Icon rơi vào khoảng là 340 triệu đồng. Giá của Ducati Scrambler Smart 2.0 365 triệu đồng. Giá của Ducati Scrambler gồm những mẫu như là Urban, Lasit, Full Throttle có mức giá là 399 triệu đồng. Giá của Ducati Scrambler Cafe Racer là 431 triệu đồng. Giá của Ducati Scrambler Dashlet là 429 triệu đồng. Giá của Ducati Scrambler City 2 310 triệu đồng. Giá của Ducati Scrambler 1100 là 448 triệu đồng. Giá của Ducati Scrambler 1100 Special là 482 triệu đồng. Giá của Ducati Scrambler 1100 Sport 506 triệu đồng. Giá thực tế còn tùy thuộc vào từng lý và từng khu vực bán xe. Cảm ơn các bạn theo dõi lúc này, hãy để trực tiếp nhớ like, share, subscribe.